xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ trong chuyên mục hôm nay trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tiếp đó là phóng sự ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc cây trồng trong tiểu mục mắt nhỏ chuyên gia của chương trình sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống trồng cây thủy canh tại hộ gia đình bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập các hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016. Trong đợt xét duyệt này có 39 đề tài dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, công nghệ sinh học, kinh tế, công nghệ thông tin, lịch sử và một số lĩnh vực khác. Hội đồng đã cùng nhau phân tích, đánh giá về tính khả thi đối với từng đề tài tham gia xét duyệt, qua đó góp ý đề nghị các chủ nhiệm đề tài cần thể hiện rõ mục tiêu cần hướng tới của các đề tài khi triển khai thực hiện được quan tâm và đánh giá cao là các đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả gen expert trong đờm của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên năm 2015-2016. Ứng dụng chương trình GRA-SP trong phục hồi chức năng chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Điều tra phát hiện cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 đến 15 tuổi tại Thái Nguyên và đề xuất biện pháp can thiệp. Thực trạng bệnh chân tay miệng tại tỉnh Thái Nguyên và một số giải pháp can thiệp phòng chống dịch nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và chỉ số chống oxy hóa trong máu bệnh nhân viêm gan do rượu xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống bí xanh thiên thanh năm trong vụ xuân hè vụ đông tại thái nguyên xây dựng mô hình thâm canh lúa bằng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp bón phân nén nk rúi sâu tại thành phố thái nguyên ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với vùng đất lúa kém hiệu quả tại một số địa phương tỉnh thái nguyên ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh tại thái nguyên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa qua đã tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phát triển bền vững nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự hội thảo có đại diện Ban điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng đại diện các phòng kinh tế và kinh tế hạ tầng của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã phân tích làm rõ với 4 nhóm giải pháp cần tháo gỡ trong thời gian tới. Cụ thể các ý kiến tập trung từng nhóm giải pháp như nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn phục vụ trực tiếp vào nhu cầu đầu vào đầu ra của sản phẩm nông nghiệp ở khu vực nông thôn với nhóm giải pháp này ý kiến đưa ra là cần bổ sung hoàn thiện hệ thống các chính sách của tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghệ nông thôn bằng việc đề ra giải pháp như ưu đãi thuế ưu đãi tín dụng ưu đãi về sử dụng đất và ưu đãi về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế vùng nông thôn nhóm giải pháp tăng cường vai trò và tác động của khoa học công nghệ đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường được nêu ra với các ý kiến tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho việc chuyển giao công nghệ hiện đại vào sản xuất hướng mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ gắn với mục tiêu phát triển bền vững hình thành và phát triển hệ thống các cơ quan nghiên cứu đào tạo tư vấn chuyển giao công nghệ dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề cập tới việc phải phân tích làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp để giảm ô nhiễm môi trường, khu vực nông thôn do sản xuất gây nên và giải pháp đẩy mạnh nâng cao hiệu quả triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu tới du khách tham gia Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015, biết đến những sản phẩm trà của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các công nghệ được ứng dụng để sản xuất chè. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã có gian trưng bày tại lễ hội văn hóa trà được tổ chức thời gian vừa qua. Gian trưng bày với chủ đề Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng với sự phát triển của thương hiệu chè Thái Nguyên đã giới thiệu tới du khách các công nghệ, thiết bị phục vụ chế biến, đóng gói, bảo quản và một số mẫu thiết kế bao bì dùng cho sản phẩm chè. Giới thiệu các kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên. Đặc biệt hơn, gian trưng bày còn có sự hiện diện của các sản phẩm chè đã được tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu trong thời gian qua như chỉ dẫn địa lý Tân Cương, các nhãn hiệu tập thể, chè Thái Nguyên, chè La Bằng, chè Dại Cài, chè Vô Chanh, chè Tức Chanh, chè Phổ Yên. Cũng tại chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3 năm 2015, Tri Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh đã phối hợp với đơn vị chủ nhãn hiệu tập thể Chè La Bằng là Hội Nông dân xã La Bằng tổ chức cho hai cơ sở sản xuất sản phẩm chè sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè La Bằng tham gia hội trợ du lịch thương mại Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu thực phẩm an toàn ngày càng được cộng đồng quan tâm trong đó sản xuất rau và hoa quả bằng phương pháp thủy canh được xem là một giải pháp không chỉ đem lại hiệu quả cao về sản lượng và chất lượng mà còn đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Nhận thức được điều đó, vừa qua trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng xây dựng mô hình thủy canh sản xuất rau sạch trong nhà kính. Đề tài được thực hiện tại khu thực nghiệm nhà kính rộng gần 90 m2 sản xuất rau sạch, dưa leo cùng hệ thống thủy canh, quạt gió, lọc mát và điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ tự động tất cả đều hiển thị trên các thiết bị điều khiển như máy tính điện thoại di động để thực hiện được điều khiển này nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ cảm biến và mạng cảm biến công nghệ kỹ thuật điện điện tử tự động hóa và công nghệ trồng trọt công nghệ thông tin và truyền thông Thông qua vận hành nhóm và phân chia trách nhiệm từng thành viên, nhóm thực hiện đề tài có sự kết hợp của những thành viên chuyên môn sâu về nông nghiệp với nhiệm vụ nghiên cứu kỹ quá trình sinh trưởng, yêu cầu sinh dưỡng, kỹ thuật chăm sóc, vấn đề sâu bệnh và kỹ thuật phòng tránh sâu bệnh cho các loại rau được chọn thử nghiệm để đưa ra công thức pha chế, từ đó những thành viên khác sẽ nghiên cứu và tích hợp các thuật toán học, số hóa vào các phần mềm quản lý trên máy tính, tạo thành hệ thống đồng bộ phù hợp cho đặc tính sinh trưởng, hóa lý, môi trường tự nhiên, khí hậu của vùng mục tiêu của cái mô hình này của chúng tôi dẫn đến là sau này để trồng những cái nhiều các thử nghiệm trong cái môi trường này nhiều các chủng loại các cái rau củ quả khác nhau. Còn khi mà chúng ta nhân rộng ra bên ngoài thì cái chi phí về đầu tư ban đầu nó giảm đi rất là nhiều. Việc liên kết lĩnh vực vào nghiên cứu đã giúp quy trình chăm sóc cây trồng tự động được tích hợp bởi hệ thống cảm biến không dây, đảm bảo cung cấp thông tin về ánh sáng, nhiệt độ chính xác nhất để chăm sóc kịp thời, qua đó sẽ tạo ra nền tảng vững chắc trong việc làm chủ khoa học và công nghệ để sản xuất hệ thống thủy canh tự động trong nhà kính. Khi mô hình được nhân rộng sản xuất đại trà trong nhân dân, thì ngoài việc giúp rau và hoa quả đảm bảo chất lượng và sản lượng, mà còn giúp nông dân chủ động thâm canh, tăng vụ, đảm bảo sức khỏe và hạn chế sự ô nhiễm của môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tôi đánh giá rất cao các kết quả trường đã hoàn thành và thêm nữa là thông qua đây sinh viên có thể học được công nghệ mới nhất về công nghệ cao trong nông nghiệp đặc biệt là các hệ thống cảm biến trong trồng cây thủy canh có thể thấy kết quả thực nghiệm của mô hình mang lại đã phần nào khẳng định được định hướng nghiên cứu khoa học phù hợp của các nhà nghiên cứu trẻ thuộc trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên qua đó, giảng viên, sinh viên nhà trường, những người đam mê khoa học có thể vận dụng kiến thức lý thuyết để trải nghiệm thực tế. Điều này không những tạo nên những nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao mà giá trị bồi đắp về mặt kinh nghiệm sẽ giúp những nhà nghiên cứu khoa học trẻ của trường thêm vững vàng hơn cho kỹ năng nghề nghiệp của bản thân. Các cái nghiên cứu ứng dụng của nhà trường là luôn hướng đến các cái lĩnh vực, ví dụ như là gắn kết công nghệ thông tin truyền thông với lại điện tử, với tự động hóa, với kinh tế, với lĩnh vực y tế, với lĩnh vực công nghệ cao trong ô tô, với các cái hoạt động và công nghệ cao mà có cái tính chất ứng dụng mạnh và đặc biệt ấy, đó là trong nông nghiệp truyền nhiệt huyết, truyền đam mê nghiên cứu khoa học ở môi trường đại học là điều thực sự cần thiết. Giá trị kết tụ từ những công trình nghiên cứu khoa học sẽ là những đóng góp hữu ích cho xã hội và cho chính đơn vị đào tạo. Với xã hội đó là những mô hình, những sản phẩm thực tế hữu ích từ những nghiên cứu mang lại. Và với đơn vị đào tạo như Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thì đó là sự trưởng thành của mỗi thế hệ giảng viên và sinh viên. Tiếp theo chương trình, chuyên gia của chương trình sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống trồng cây thủy canh tại hộ gia đình. Đối với một hộ gia đình mà cần đầu tư trồng rau thủy canh, cần một diện tích khoảng 10 đến 15 mét vuông xây dựng dàn trồng thì hộ gia đình đấy có thể liên hệ với nhóm nghiên cứu của trường công nghệ thông tin chúng tôi để có được sách hướng dẫn quy trình trồng rau thủy canh theo từng giai đoạn và có các thiết bị như cảm biến hay là những các bộ định thời, định giờ, cài đặt chế độ vận hành cho dàn trồng của chúng ta. Đầu tư cho một dàn trồng hộ gia đình thì chi phí tối thiểu là 4 triệu Việt Nam đồng. Thông qua những lưu ý vừa rồi, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có cho mình những thông tin cần thiết để lắp đặt hệ thống trồng cây thủy canh tại hộ gia đình. Chương trình khoa học và công nghệ do Đài Phát Thanh và Truyền Thái Nguyên và Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp thực hiện. Xin dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.